chào các bạn. Rất vui gặp lại các bạn ở trong cái video mới nhất trên kênh Núi Đồi Lục Ngạn. Các bạn ạ, táo đến thời điểm này thì cũng đã vào quả nhé, đã vào hoa nhé. Đây, và hoa nó đã đậu luôn quả này các bạn này. Mình đã thấy quả luôn rồi đây. Đó, quả luôn đã đậu hết rồi. Đó, quả đậu đây. Đó, quả đậu rất là nhiều. Cây của mình thì hiện tại đang cằn cằn các bạn nhé. Đây, quả lớp chiêm kia thì không tính, quả lớp chiêm không tính nhé. Vậy thì cái quả thúc đạm cá như thế nào? Đấy thì hôm nay mình sẽ tưới thúc luôn các bạn nhé. Các anh chị cũng hỏi là tưới thúc như thế nào, tưới bao giờ, tưới như thế nào thì hôm nay mình tưới luôn. Thì có rất nhiều cách pha tưới nhé. Nhưng mà hôm nay mình chơi cái bài là tưới đổ trực tiếp gốc luôn nhé. Đó, đây, đây là những cái chai đạm cá mà mình đã gửi cho các bạn các anh chị khoảng tầm đến thời điểm này chắc khoảng 70 suất rồi, 70 chai, 70 gọi là 70 lít. 70 suất dùng thử miễn phí đấy, để cho các bạn dùng thử đi. Thực ra là mỗi lít các bạn dùng thử thì chỉ được vài cây thôi để các bạn đối chứng thôi, để xem kiểm nghiệm như thế nào. Thì các anh chị cũng khi nào mà ok rồi thì các anh chị có thể lấy số lượng lớn nhé. Đấy thì đây thì hôm nay thì mình sẽ bón tại vườn nhà mình luôn. Đấy, sẽ bón luôn tại đây. Và mỗi cái chai này các bạn này, mỗi cái chai này này, đó. Đạm cá này thì mình sẽ nhắc lại, nó là đạm cá gì mật, đó là men phi sinh này, trứng này, đậu này, cá này. Rồi ngâm men vi sinh nó cực kỳ thơm luôn, nó như mùi tương luôn đấy các bạn. Đây, mẹ tưới vào đây. Đây. Mẹ cứ tưới vào đi. Đó, thì một cái chai này sẽ pha được 200 lít các bạn ạ. Đấy thì một là mình sẽ pha tưới trực tiếp này, hai các bạn đổ vào cái phòm, hoặc cái thùng, cái thùng thùng sơn ấy, các bạn được 10 thùng nhá. Hai là các bạn cho vào cái bể tưới như bể tưới bên kia nhà mình nhỉ. Xong bạn lấy máy cam số các bạn tưới cả vườn luôn. Thì khi nào mà mùa khô ấy, mùa tưới nhiều ấy, thì mình sẽ làm như vậy. Nhưng hôm nay thì mình sẽ tưới bằng cách là đổ trực tiếp luôn nhé. Nên mẹ cứ tưới rực rỡ lên. Đấy, này, mình sẽ đổ luôn đây. Tưới này thì nó sẽ nhanh hơn, không mất công hơn. Không. Đó, mẹ tưới lại đi. Đó. Thì tưới này nó sẽ thúc quả, thúc cây, hồi cây. Và nó ra hoa các lớp sau nữa. Đây các bạn, táo nó sẽ ra thêm nhánh và thêm hoa ở phía đầu ngọn nữa. Đó, nó là tưới như vậy. Đây, và mình đổ tiếp nhé. Đây, ui, bên này. Đây mẹ. Đó. Thì các bạn cứ tưới đều. Khi mà bắt đầu có quả non thì các bạn sẽ tưới đều nhé. Cái tưới hữu cơ này thì nó sẽ cực kỳ an toàn cho cây ăn quả này. Bởi vì nó là cái dòng hữu cơ mà, sản xuất organic này. Mẹ tưới nữa đi mẹ, cho thêm nhiều nước vào. Bởi vì một chai này nó tưới được 200 lít cơ. Mình mà tưới ít quá thì nó hơi lãng phí. Bởi vì tất nhiên rồi, nó có mùi tương một tí các bạn nhé. Đấy, mình cho ít ít thôi. Đó. Đây nữa. Đó, đây, để cho những cái em quả chiêm này các bạn nhìn này. Những em quả chiêm này lớn nhá. Đấy, thì tưới là như vậy. Mình xin nhắc lại là tưới có 3 cách, rất nhiều cách tưới các anh chị có thể đổ như mình này. Đây là gọi là lười nhất đấy các bạn. Thứ hai là pha vào cái thùng để xách từng xô tưới thì cái đấy vất vả. Thứ ba là pha vào bể nhé. Bể lát mình giới thiệu cái bể nhà mình luôn để các bạn sẽ cùng xem. Đó, thì một cái chai này các bạn tưới được 200 lít. Đấy, nó rơi vào khoảng 200 đến 250 lít. Các bạn có thể pha trực tiếp hoặc có thể là tưới trực tiếp gốc, hoặc là có thể phun trực tiếp lá nhé. Phun trực tiếp lá thì các bạn có thể là pha đậm hơn, khoảng 300 lít nước các anh chị phun luôn. Tức là kết hợp tưới, nó kích rễ, nó sẽ ra cái bộ rễ khỏe. Vì đạm cá mà, thì nó rất là an toàn và tạo cái độ lớn, độ ngọt và độ ngon, độ thơm cho cây ăn quả. Đấy. Các bạn, các anh chị có thể về tưới cho ổi, cam, bồng bưởi, các loại cây ăn quả luôn nhé. Ít nhiều đều rất là ok. Còn khi các bạn, các anh chị đã dùng thử rồi, các anh chị nhớ kiểm nghiệm, comment lại và đánh giá lại cho Núi Đồi Lục Ngạn để cùng biết nhé. Đấy, thì ok các bạn. Tưới khi mà kích rễ, kích lọc cho cây, tóm lại là cho mọi thời kỳ cây ăn quả các bạn nhé. Thì đều rất là ok đấy. Thì các bạn cũng có thể tham khảo, bởi vì có thể rất nhiều các bạn, các anh chị cũng đã ngâm, tự làm, tự làm men, tự làm đạm cá ở gia đình rất là nhiều. Còn các bạn nếu mà chưa có thì các bạn có thể tham khảo các bạn nhé. Rất là ok, tuyệt vời. Đấy, như chai tương bần luôn. Cái thời tiết thì mấy hôm nay nó đang là rất là mưa các bạn nhé. Mưa thì giống như kiểu là dự báo là mưa to, nhưng mà hôm qua nó cũng mưa bình thường, hôm nay thì nó cũng cơn đen này. Nó mưa ẩm đất rồi, thành ra là tưới cũng rất là nhanh. Tưới chỉ cần qua một chút thôi. Còn nếu mà để khô đất thì tưới sẽ rất là mất nhiều nước các bạn nhé. Và đặc biệt thời điểm này là thời điểm mà cây táo nó sẽ ngốn nhiều nước nhất đấy. Đấy. Thì hy vọng là nó mưa bình thường thôi. Nếu mưa to quá thì nó sợ trôi phân, tầm này là đủ rồi.
là cái bể để tưới. Đây, sau mà đổ hết rồi cái bể này các bạn nhé. Bể 10 khối. Đấy, 10 khối luôn. Vâng, tí tí nữa mẹ ơi. Đấy, thì bể 10 khối bên này này sẽ đổ hết vào cái bể này. Đấy, và lắp cái máy cam xốp với các bạn. Tưới thì re re luôn, rất là ok nhé. Đây, những cái hoa đã đậu luôn đây các bạn này. Đó, đậu quả luôn đây nhé. Nhìn các bạn nhìn thấy đậu quả rõ chưa ạ? Đó, những cái hoa này đậu rất là rõ quả luôn rồi. Đó, cứ nó ra đầu cành mà đậu luôn được là bây giờ là nhìn thấy quả nó bắt đầu vào thúc rồi các bạn nhé. Bởi vì hoa, nói thật với các bạn là hoa nó ra rất là dài, dài lớp, dài hoa. Nó ra hoa rồi khoảng tầm 2 tháng cơ. Và đến tháng 9, tháng 10 nó còn có những lớp hoa cuối cùng của đuôi hoa cơ. Đấy, nên là cái việc mà thứ nhất là về chăm bón thì thời điểm này nó vào thúc để cho nó ổn định lại cây, ổn định lại rễ và tiếp tục để ra quả nhé, nuôi quả và ra hoa để tiếp tục ra những cái lớp hoa sau. Thứ hai nữa là về phun phòng các loại bệnh ấy. Thì hôm nào thì mình vẫn cứ, tóm lại là gần như hôm nào mình vẫn gửi thuốc thang các loại bệnh về thán thư, mốc xương, xương mai cũng như là kích hoa cho các bạn các anh chị ở các vùng miền khác mà các bạn không có gọi là không có để mua ấy, hoặc là không, nó không có thuốc đặc hiệu ấy, thì mình cũng gửi cho các bạn các anh chị nhé. Đấy, gửi về từ miền Nam đến miền Bắc luôn đó. Thì về cái việc mà phun phóng ấy, thì các bạn cứ phun bình thường bởi vì nó hoa nó ra lớp hoa nó ra rất là dài mà các bạn, dài hoa lắm, nên các bạn cứ phun bình thường và xử lý bình thường nhé. Bởi vì không sợ giống như kiểu là đang nở hoa lại phun xong bị ướt bị bén nó không lo, đúng nhé, chúng ta cứ phun ok thôi. Đó. Để sang phía bên này nó rụng lá tương đối ác các bạn ạ, nhiều cây cảm giác nó xuống cây luôn, nên là bây giờ vã lại để cho nó hồi lại cây thì và nó đã có đậu quả rồi thì nó sẽ nuôi quả các bạn nhé. Đó, đây. Phía trên nhà ông hàng xóm này cũng đã ra hoa cũng rất là nhiều và đậu cũng rất là ác luôn đấy. Mình thử xem lùng quanh thì rất là ok các bạn ạ. Và cũng đã chuẩn bị vào bón rồi. Đó, đây, hoa, lượng hoa. Thì nhiều bác cũng bảo là, đặc biệt nhiều anh chị cũng bảo năm nay ra nhiều thế mà nhiều hoa đực, chưa thấy quả đâu cả. Thì các bạn cứ bình tĩnh nhé. Các bạn có thể là hoa nó ra hết lâm hoa đực thì nó ra đến hoa cái thôi. Đấy, và hai nữa là các bác có thể là phun thêm ủ hoa, kích hoa nhé. Đấy, cho nó hoặc là tăng cái độ đậu quả như siêu bo, bo nhé. Để cho nó tăng dẫn lưu, tăng độ quả lên. Đó. Về cái đậm cá mình chia sẻ thì bón cực kỳ tốt cho cam bưởi này các bạn này. Đó, đây mình ra vườn cam cạnh vườn nhà mình, đây là vườn cam của ông anh hàng xóm. Cam thì thực sự là như mấy năm nay vừa rồi thì ở quê mình nó hỏng rất là nhiều luôn. Ví dụ như các bác anh chị ở Tân Mộc, Quý Sơn trước đây là thủ phủ cam, nhưng đến thời điểm này thì cũng đã gọi là ra đi hết rồi. Đó, nên là để duy trì những vườn cam là rất là khó khăn. Hoặc là các bạn anh chị ở Cao Phong, Hòa Bình ấy, thời điểm này là thời điểm mà thúc quả, thúc quả để cho quả lớn ấy, quả đẹp đấy các bạn. Nhìn ok không? Đấy, những chùm này mã hơi xấu, mã tầm này hơi xấu này các bạn này. Thứ hai nữa là khi để nó vàng đẹp thì tầm mùa chín nhé, tầm cuối năm nhé, thì mã ra vườn nó sẽ đỏ rực luôn. Đấy, thì dùng cái đạm cá nhé, nó sẽ kích thích cái bộ rễ rồi thì tạo cho cây nó khỏe và nó bền, thực sự nó bền cây các bạn ạ. Còn nếu sử dụng phân hóa nhiều thì nhất nó sơ đất, xác đất để kết hợp với cả, tất nhiên là vẫn phải có các bạn ạ, với phân mình chứ không lạm dụng tất cả vào, tức là mình kết hợp giữa vừa phân chuồng này, vừa phân đạm cá này và vừa cả phân hữu cơ nữa. Tóm lại mình vẫn kết hợp hài hòa. Tất nhiên là mình không lạm dụng một cái thứ nào cả. Tuy nhiên là mình sẽ gọi là để làm sao cho cây nó an toàn thì tất nhiên là nó phải có đầy đủ phân rồi thì và duy trì nó bền cây thì duy trì cái thằng đạm cá thì rất là yên tâm rồi. Đó. Đây, xuống phía dưới này xem tình hình anh em ở dưới này ra sao nhé. Đây là những cái cây táo trồng năm 1 đấy các bạn. Đó, trồng năm 1.
đây là nhà ông cậu họ mình đây. Đám này đấy, trồng năm 1, tức là trồng từ tháng giêng vừa rồi ấy. Bây giờ cây nó là 3-4 mét rồi đấy. Nhiều anh chị cũng vừa rồi cũng lấy cây trồng. Như trong miền Nam thì ra rất là sai. Như chị Quỳnh tại Vũng Tàu mình đã chia sẻ hình ảnh trên Zalo đấy, chị Sương tại Bình Phước, rồi các anh chị khác nữa. Thì nói chung là cây ở trong đó, cây thấp hơn này nhiều các bạn nhé. Các anh chị trồng tháng 4, bây giờ là tháng 8, tức là 4 tháng thôi. Cây nó nhỏ hơn cây này nhiều, bằng một cái cành nhỏ thôi nhưng quả chi chít luôn. Còn cây này thì nó đã cao khoảng 3 mét rồi các bạn ạ. To khuỳnh luôn, mới trồng luôn đấy các bạn nhé. Đấy, cây mới trồng nhưng bây giờ táo này táo xuân và đang chuẩn bị bắt hoa rồi. Đó. Thì các anh chị cũng nói là năm đầu thì xử lý thế nào. Đấy thì mình cũng vẫn chia sẻ thôi. Các anh chị ạ, năm đầu thì cây nó nhỏ, dễ nó yếu. Nó được bằng nào thì được, chứ mình không ép, đừng có khoanh các bạn nhá. Nhớ là đừng khoanh năm đầu. Đấy, còn những cái cây mà như cổ thụ này thì các bác khoanh thoải mái, xử lý thoải mái, cây không chết. Thoải mái luôn. Nhưng còn năm đầu các bạn khoanh cây chết là bình thường các bạn ạ. Đó. Kể cả cái ông đạm cá mà mình tưới cái cây nhỏ nó rong cây cũng rất là khỏe luôn đấy các bạn nhé. Đấy, tưới bằng cả cái cây này này, bây giờ rong lên này cho nó rất là ok luôn đấy. Đó. Khu dưới này là những cái vườn đại mật với kim đào mật đấy các bạn. Wow, có một dây các em này, 4 quả treo với nhau này. Đó. Ở dưới này thì phục vụ lấy cành ghép nhé, và lấy cành mắt ghép này, và lấy gọi là đẻ quả nữa luôn nhé. Đấy, cây ghép thì phía kia. Và mình cũng nói thêm là cây ghép đến thời điểm này thì chưa đánh được cây các bạn nhé. Chưa đánh được cây đâu. Đấy, cây lên rất là đẹp rồi. Nhiều vườn, nhiều anh chị, hoặc là đặc biệt ở các khu vực khác ấy, thì mình đã thấy là giao bán cây giống rồi. Nhưng thực ra mùa này đánh cây giống kể cả có bầu các bạn nhé. Có bầu cũng không sống nổi đâu. Mình cũng xin nhắc lại là anh chị miền Nam dục rất là nhiều. Thời điểm này thì đội mình đang thúc cây thôi. Tức là đang thúc cái cây con ấy. Đấy, vừa vẫn phải duy trì cho ít lượt phân vào. Đấy, kể cả đạm cá, đạm kiếc các thứ bón thoải mái luôn. Đấy thì tưới vào. Đấy, cây nó khỏe khỏe và tầm tháng 9, tháng 10 khi mà mùa rét xuống ấy, thì xuống cây thì sẽ đánh cây thì ok, sẽ đảm bảo nhé. Kể cả rũ rễ vẫn sống bình thường, rũ rễ như là cây sắn ấy. Đấy, cây trồng rất là khỏe. Ở chỗ mình thì người ta đa phần anh em thích trồng cây rũ rễ thôi. Đấy, còn các bác anh chị thì nhiều nơi không quen thì bảo ôi nhìn trồng thế mà sống được à. Đặc biệt các bạn miền Nam, các anh chị miền Nam nhé, mình gửi cho thì rất nhiều các bạn các anh chị bảo ôi thế này sợ làm sao mà sống được. Thế nhưng bây giờ thời điểm này, từ trồng từ sau Tết vừa rồi đến thời điểm này đã ra quả rất là nhiều rồi. Long An, Cà Mau, An Giang, Bạc Liêu, Vĩnh Long, nói chung là các bác trồng cực nhiều luôn. Tất nhiên là so với diện tích ở trong đó thì chả thấm tháp gì. Bởi vì các bác ấy toàn nói là bao nhiêu công ấy, thì mình thấy là rất là rộng, nhưng không phải manh mún như ngoài Bắc mình các bạn ạ. Đất ở trong nó thẳng cánh cò bay, không có sức mà làm. Đấy. Quan trọng nhất là các bác đuổi được ruồi vàng, nhện đỏ, đặc biệt là cái ruồi vàng. Đó, đây. Đây, cây táo xuân nó ra quả chiêm này. Đó, thì mình cũng xin nhắc lại là cây giống cứ từ từ các bác nhé, cứ từ từ, đừng chưa đánh được đâu, chưa đấy, nên là nhiều bác bây giờ đã đánh rồi thì tùy vườn nào đánh được thì vườn nào đã đánh rồi thì tùy các bác muốn mua ở đâu cũng được, nhưng mà mình xin nói là không đảm bảo đâu, nó chết là bình thường, đánh lên nó và trồng xuống nó chết là bình thường thời điểm này. Đó, đây mình mời các bạn ăn nhãn này, quả to lắm, tuyệt vời. Mình vặt mấy quả nữa để vừa đi vườn vừa ăn các bạn ạ. Đó. Đây. Vặt làm chùm. Ok. Đấy, còn cây táo xuân đây. Thời điểm này những cái quả này thì đội mình đa phần là vặt thôi các bạn nhé. Để anh chả giải quyết gì cả. Đây, những quả này này. Đây. Đấy. Có sức thì vặt. Không có sức thì để. Đấy, mình vẫn chia sẻ là có sức thì vặt, không có sức thì để. Quả nó không thành đâu. Quả nó không thành đâu. Đây, kim đào mật đây các bạn. Đấy, kim đào mật đây, đại mật đây. Đó, chưa hoa các bạn nhé. Còn xuân thì có hoa hết rồi. Thì cái thời điểm này cây riêng đại mật và kim đào mật thì chưa thúc cây, chưa thúc hoặc là chưa bón thúc đâu. Còn thì táo xuân thì đã như của mình có hoa đậu quả rồi thì sẽ thúc nhé. Còn những cái hàng này thì từ từ hãng thúc các bạn nhé. Các bạn cứ bón lân hoặc kali cũng được để cho nó hãm cây lại. Còn các bạn cho đạm và nó thúc là nó sẽ ngọn nó như rau muống luôn đấy các bạn ạ. Ngọn nó non như này này. Non như này thì lâu không có hoa đâu các bạn nhé. Nó hoa lúc hoa sau, nó hoa đuôi thôi. Đây. Nhãn ngon thật các bạn ạ. Mời các bạn ăn nhãn nhé.
Nhãn quê mình năm nay nó rẻ lắm. Đấy, qua cái clip mà giá nhãn của mình thì các anh chị miền Trung nhiều anh chị cũng đã xin số để gọi là nhập nhãn về bán, nhưng thực ra cái giá công cước chuyển nó rất là cao. Thực ra công cước giờ vận chuyển cái thùng nhãn có khi là giá cước nó còn gần bằng, ví dụ một cân nhãn là 5.000 nhưng một công cước vào nó là 5.000 nữa các bạn ạ. Đấy, tức là đây nhãn đẻo nhất là 5.000, nhưng các bạn mà mua được cái thì vào đến nơi, ví dụ nhãn mà ở đây ví dụ như mấy vừa rồi nó cũng lên 7-8.000 rồi hoặc 10.000 rồi, thì vào cước vào nó cũng rơi vào 15.000 một cân. Đây, tiền cước giờ nó lấy rất là mặn luôn, liên quan đến chi phí xăng dầu mà. Từ lúc mà xăng nó lên 30 mấy nghìn cân nên là xăng dầu nó lên, chi phí vận chuyển nó cứ lên như thế và nó không xuống nữa. Đấy, nên là nó cũng ảnh hưởng đến hoa quả ở đây đội mình các bạn nhé. Táo này cũng thế này, nếu chi phí vận chuyển nó rất là cao thì giá táo nó sẽ rất là, nó phải giảm xuống thì nó mới đáp ứng được thị trường các bạn ạ. Đấy, nên là cũng rất là lo nhé. Đấy, cứ xăng dầu nó lên lên từ cái thời mà 33-34 nghìn một lít ấy, đến giờ thì tất cả mọi thứ nó lên lên rồi nó không xuống nữa. Giá xăng dầu nó xuống đến gần 22.000, giờ lên nó lại lên đến kịch đến gần 24.000, nhưng tóm lại nó xuống so với trước đây lúc mà tăng kịch điểm ấy là 10.000 rồi. Nhưng mọi cái giá dịch vụ vận chuyển, đây kể và vận chuyển hành khách, vận chuyển hàng hóa nó không giảm. Đây, mình gửi một cái xốp, các bạn cũng biết không, một cái xốp vải như vừa rồi thôi giật mình luôn, xốp có 5 cân vải. 5 cân vải ví dụ giá 20.000 là 100.000. Thế thì cũng cùng nó lấy cho một shop ấy lấy 70.000 đến khoảng 100.000. Giật mình luôn, không thể gửi được. Đấy, nói chung là cái dịch vụ. Còn cái hoa quả tươi thì không vận chuyển theo kiểu bưu gửi được. Bưu gửi thì người ta lấy khoảng tầm 7.000 một cân các bạn nhé, 5 đến 7.000 một cân tùy cái dịch vụ. Đấy, thành ra là mình cũng nói chia sẻ thêm là nó ảnh hưởng đến rất nhiều cái việc đến cái giá thành nông sản của bà con nói chung, trong đó của bà con lục ngạn mình nói riêng các bạn ạ. Nó liên quan đến rất là nhiều. Giá mà cao thì đương nhiên giá nông sản nó sẽ phải xuống thì nó mới đáp ứng được thị trường. Chứ còn ví dụ như giá này mà giá nông sản mà 20.000 mà vật tải nó cũng đến 7.000 một cân rồi thì nó rơi vào 27.000 rồi các bạn ạ, chưa kể công cán lãi lờ thế về 30.000. Nếu 30.000 thì không đáp ứng được đồng tiền của người tiêu dùng thì đương nhiên là táo nó phải hạ xuống còn 15.000. Đấy, kiểu thế. Các bạn hình dung chưa? Thành ra rồi từ nhãn mà mình chuyển sang cái vấn đề nông sản là như vậy nhá. Vì anh chị em trong miền Trung bảo thấy rẻ quá thì mua về, nhưng mà gọi thì giá hỏi mỗi thùng 20 cân lấy cái cứ chả biết là bao cân, cứ lấy 150. Còn hôm trước thì mình gửi cũng 10 cân những các thứ sang Quảng Ninh, Hải Phòng các thứ nó cũng lấy 100 đến 80.000. Nói chung là khủng khiếp thật các bạn ạ. Người ta bảo gửi thì gửi mà chẳng gửi thì thôi. Đấy, tức là nói chung là giá nó lên rất là cao, giá lên khủng lắm các bạn nhá. Đấy, là nó ảnh hưởng đến hoa quả là như vậy. Đấy, thì đây, còn cây táo bây giờ thì bắt đầu là tẻ những cái mầm, gọi là mầm dại đi, để cho nó lên cái mầm cây thuần các bạn nhé. Cắt, bây giờ đến thời điểm này đã cắt xong hết cây dại, cây thực sinh rồi. Đấy, còn để lại mắt thuần thì nó lên. Đấy. Và các bạn cứ chờ đợi, còn giờ anh em mình chờ, anh em mình thúc vài lượt phân vào là ok thôi. Trước khi kết thúc video thì mình mời các bạn cùng ngắm một chút cái hình ảnh cây táo con đến thời điểm này các bạn nhé. Cây táo giống đấy, gọi là bạt ngàn luôn. Còn một số bên này còn chưa cắt đây các bạn này. Đó, ok chưa? Đấy, rất là nhiều. Và cái tỷ lệ ghép cũng rất là ok nhé, đạt nó rơi vào khoảng tầm 99,99% luôn. Để mắt nó lên tầm này thì cắt thì nhìn nó đang rất là sơ, nhìn nó kiểu nó mới lên được tầm này đấy các bạn. Đấy, đây cái mắt thuần nó lên được bằng này này. Cái mắt thuần này nó mới nhí này, đó. Mắt thì nó liền lạc hết rồi này, đó. Thì khoảng tầm nửa tháng nữa nó lên cao tầm này các bạn nhé. Ôi, mình vừa cầm cái gì mà tay này, tay nó nhỏ nó bẩn quá. Đó, thì sẽ nhìn rất là đẹp luôn. Đó, còn thời điểm này thì giờ vào thì sẽ thúc lên rất là khỏe luôn nhé. À, cũng xin nhắc lại là vặt những cái nhánh dại này đi các bạn này. Đó, vặt những cái nhánh dại đi này. Đấy, vặt những cái nhánh dại lên để cho lên cái mắt đây, mắt này mắt thuần này. Đó, đây là mắt thuần này. Thì bỏ những cái mắt thực sinh này đi này. Đó, thì ok. Thế thôi. Những cái đống cắt thực sinh nó ra khủng khiếp không các bạn. Đó. Những cây thực sinh vừa cắt ra xong. Đây, công đoạn nó rất là kỳ công các bạn nhé, để làm được ra cây táo giống là như vậy. Đó, các bạn, các anh chị cứ chờ đợi và chuẩn bị đất cho cái vụ mùa trồng 2024 các bạn nhé. Thế thì
Trong clip này thì mình cũng giới thiệu các bạn các anh chị về cái tình hình như vậy. Thì anh chị có nhu cầu phải sử dụng can đảm cá không nhỉ, hoặc là các anh chị về thuốc thang bảo vệ thực vật cho táo, thì anh chị có thể kết nối Zalo cho mình theo số điện thoại 0368052750. Còn các cây táo giống cho vụ mùa 2024 thì đang chuẩn bị sẵn sàng rồi, để chuẩn bị phục vụ các bạn các anh chị. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các anh chị và các bạn ở trong các video clip tiếp theo.